Xin chào các bác và anh em nhá. Trong ngày hôm nay thì anh em kỹ thuật của Hoàng Long lại đang có mặt tại Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An. Sau một thời gian di chuyển từ Hà Nội vào đến Nghệ An, bây giờ là 4:10. Setup một mô hình combo cho nhà Võ Văn Long. Anh em đang gần đến nơi rồi, đang đến khu nhà anh đây rồi. Các bác và anh em chờ một giây lát, đội ngũ kỹ thuật sẽ setup cái cấu hình của nhà anh Long và mời các bác và anh em thưởng thức chất âm cũng như là xem cái cấu hình mà anh Long lựa chọn tại Hoàng Long ở thay số chúng em đó là cấu hình như nào. Rồi, xin mời các bác. Vâng. Các bác và anh em nhé, hiện tại thì anh em kỹ thuật đã setup xong cái cấu hình combo cho nhà anh Long. Đấy. Hiện tại là anh Long ở Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An. Bây giờ mời các bác và anh em theo chân vào để thưởng thức cái cấu hình combo tại cái không gian của nhà anh Long. Có thể là đây là được gọi như là một hệ thống âm thanh rồi, gồm rất chi là nhiều loa. Đấy. Đây là các tủ vỏ anh em vừa bóc ra. Chúng ta sẽ xem một cái cấu hình combo của anh Long ạ. Đây là một đôi loa SH 1008, hai bát 30, một chung và một chất kèm, một đôi loa BX5, với một đôi loa lời trợ lời BX5C kết hợp với một con loa S 1800 Pro. Cái tin của bộ đàn đó là một chiếc đẩy 4800, một con van số 8D và một chiếc mic M9. Các bác và anh em
Thuật của Hoàng Long đã set up xong cái cấu hình combo cho nhánh Long. Bây giờ kỹ sư Hiếu sẽ bàn giao và hướng dẫn chị nhà để một cách sử dụng tối ưu nhất. Chị quay lại đi. Chị lấy máy chị quay. Quay một nồi nhựa. Đúng không? Ở đây anh cài cho chị là 4 chế độ. 1 2 3 là hát, 4 là nghe nhạc. Thì hát thì chị chọn 1 2 dành cho người biết hát tầm trung. Nếu người chưa biết hát thì chọn 12 giúp em. Thì nó sẽ hát nó tiếng nó nhẹ hơn. Đó. Còn cái chương điều khiển này nó có volume tăng nhỏ. Đây là volume mic. Mũi tên lên thì nó sẽ tăng lên, chị nhìn cái chương mic này. Nó tăng xuống này này. Trừ thì giảm đi. Đây bên này là music, là tiếng nhạc. Nó sẽ là tiếng nhạc của cái con vang này. Đấy, chị tăng lên là nó sẽ tăng theo này. Khi cái nhạc, cái này bên trên là cái effect. Cái vang nhại ấy. Thường thì để tầm 30. Effect là 30.